Về sự cố kỹ thuật bản tin 19 giờ ngày 26 tháng 7 năm 2023 trên VTV, Đài truyền hình Việt Nam chân thành xin lỗi quý khán giả và rất mong nhận được sự thông cảm của quý vị về sự cố kỹ thuật của bản tin thời sự 19 giờ hôm nay, ngày 26 tháng 7. Bản tin thời sự 19 giờ trên kênh VTV1 và VTV3 ngày 26 tháng 7 năm 2023 phát chậm 14 phút là do trục trặc kỹ thuật. Hệ thống phát sóng và dự phòng bị treo vào đúng thời điểm lên sóng bản tin thời sự đã khiến Đài truyền hình Việt Nam không thể phát sóng tại thời điểm đó. Sau hơn 10 phút khắc phục, bản tin đã được phát sóng trở lại. Hiện tại, Đài truyền hình Việt Nam đang tập trung tìm hiểu nguyên nhân để xử lý triệt để tình trạng này. Đài truyền hình Việt Nam xin gửi tới quý khán giả lời xin lỗi chân thành và rất mong nhận được sự thông cảm của quý vị. Trân trọng cảm ơn.